Thì khỏi phải nghĩ rồi. Đẳng cấp lọ này giới thiệu cái con bé bên cạnh gầm cầu nó mua thêm đấy. Chị Kiều đây này. Anh em bác cụ con chưa? Đây. Đây anh em tôi sẽ đổi. Này là nguồn gốc ở đâu đấy à? Trong miền Nam anh. Trong miền Nam. Cái này, thằng này thuộc quê thôi. Đó, hôm nay là còn bao nhiêu cân đấy? Đấy. Em á, mấy hôm nay em bận em chẳng cân thử nhưng mà hình như xuống được 6 cân rồi. Xuống 6 cân rồi à? Đó. Hôm nay đổi một combo lấy giảm cân nha, lấy bằng cụ nha. Đấy. Rất là dễ dàng luôn nha. Đấy, hôm nọ một lấy giảm cân. Hôm nọ uống xuống thì là giới thiệu con bé ở gầm cầu là lấy rồi đấy. Em để đây nha. Bà xem bà uống đi cho nó đẹp đi chứ không thì đấy, như này thì đấy. Chưa hết 2 cân là phải xuống 20 cân. Cần đến hộp thứ hai mà giảm 6 cân rồi đấy. Còn tổ khoảng 15 ngày nữa. Đây, đợt này là combo giảm cân là mua 1 tặng 2 nhá đấy. Tắc, tắc, tắc. Uống đi, mọi người giảm cân mua 1 tặng 2. Lần này còn mua một tặng hai này. Đây. Đây. Một tặng đấy. Hai trà. Tặng một trà lá sen. Lá sen và trà Phan Tả Diệp. Trà Phan Tả Diệp giúp thải độc ruột nha, ăn uống thoải mái nha. Đấy. Ok chưa? Đấy, chống táo bón thải độc ruột nha, combo giảm cân. Ba hộp một combo như Thóc đang cầm nhá. Rồi. Chị nào béo đấy. Vào việc. Làm việc luôn. Gặp chị Kiều là Giáng sinh rất gọi đẹp ngay. Chuẩn luôn. Anh em nào ăn hoa quả. Bà này là bà ấy giới thiệu cho cả cái chợ đầu mối mua giảm cân nhà tôi rồi. Chợ đầu mối Việt Nam. Công nhận là bán hoa quả là béo nhỉ. Tại vì sao? Ăn nhiều đúng không? Nhiều hoa quả. Chứng tỏ ăn hoa quả là béo đúng không? Con kia xuống 3 cân rồi. Hả? Con kia xuống 3 cân rồi. Yeah. Em đây là nhắn tin em là xuống 3 cân. À ok. Tuyệt vời. Nhưng mà lại thế tôi thấy bà nào bán hoa quả ăn béo thôi. Nó xuống 3 cân rồi. Thế à? Thôi vào việc. Đấy. Đây 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 đây. Ok. Rồi. Rồi, thank you mọi người, chào mọi người. Thank you. Bye bye.